tiếp theo cái video sẽ làm thì mình làm cho nốt luôn rồi ha. Thì đây mình có mấy cái mẫu dao mới ha. Thì cái này mình giới thiệu trước ba cái mẫu cây. Thì đây là cây cán gỗ, không có khâu ha. Con này là ba lớp nha. Nè, cây nó ba lớp. Cây thì nó làm thường là ba lớp nha, ba lớp. Coi vậy chứ nó ba lớp á. Ba lớp, lớp không rỉ, lỗi không rỉ ha. Nó Isoben ha. Bạn thấy ha. Thì con này mình bán 600k, chiều dài 165, bản là 40 khoảng 47 á. 46 47 á, chiều dài độ dày nó cũng khoảng gần 2 ly ha. Cai ha. Các bạn chốt thì quan chốt cai cán gỗ không khâu 600k. Ha. Tiếp theo con này con nào cũng được. Đây cây nè, cây mà câu là khâu đúc liền nè, khâu đúc liền nha. Lõi nè, lõi cái vân lõi nhìn thấy rất đẹp không? Vân lõi nha. Chiều dài là 165 nè. Cán gỗ nè, ba lớp luôn nè. Đó, ba lớp thấy không? Cây là ba lớp nè, ba lớp rất là nhiều. Chiều dài nè. Nhà sản xuất nè. Là Ben ha. Mình bán 1 triệu nha. Con này là dán Santoku nha. Santoku 3 lớp. Ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Cán đúc liền. Con này là dán Gilto. Cũng vậy luôn. Chiều dài 180 nha. Gilto thì nó 180 đó, thấy cái vân không? Chạy lên tới trên luôn. Mình bán 1 triệu luôn nha. Khâu đúc liền chán gỗ 3 lớp. Mắc Instagram ha. Đây ha. Đó. Con này cũng 1 triệu nha. Có nghĩa là hai con 1 triệu, một con 600. Tiếp theo là mình giới thiệu con của hàng thủ công Nhật ha, hàng Tosa ha. Con này thì nó dày thôi chứ nó không có hợp. Cán gỗ chiều dài là 195, bản 95, dày là 4 ly ha. Gót cái này còn gần 4 ly. Nặng là 405 gram ha, mình bán là 1 triệu mốt ha. Bản 95 ha. Này mình test giấy luôn cho bạn xem. Này test giấy được. Ha. Đó. Trên này thì nó là không có đóng chữ mà Tosa đó. Mình mua tại hãng luôn á. Để là tô xa lấy thử cây hình quán mà sao nó không đóng dấu cho mình. Nó chỉ bỏ quấn bằng một cái lớp giấy dầu vậy. Không có hợp luôn, không biết sao làm kỹ. Dao mới luôn. Con thứ hai ha. Cái con này là quên nói là con này là ba lớp nha. Ba lớp ốp thép ngoài là thép mòn, thép carbon mềm ở trong là thép carbon cứng nha. Nó không phải là giấy xanh hay giấy trắng gì chứ. Thép carbon thôi nhưng mà ở ngoài lớp mềm, ở trong là lớp chỉ cứng, lớp thép cứng. Còn tiếp theo là con này. Con này dùng để chặt được nhưng mà chặt nhẹ thôi, nhưng chủ yếu là băm
chủ yếu là băm ha. Dán đầu mở khó quá. Chặt thì mình chặt mấy đồ chính á thì chặt được ha, mà mình cũng nên xài thời gian để mình hả chặt. Con này là của Tetsubazo nha, Tetsubazo sản xuất tại Nhật luôn ha. Made in Japan nè. Thì con này thì cái chiều dài lưỡi nó là 2.5, bản là 93 ha, dày là 2 ly, nặng là 310 gram, mình bán 900 ha. Cán gỗ. Con này là thép không rỉ nguyên cây. Này khâu kim loại ha. Ốp kim loại luôn. Con này thì nguyên khối thôi. Còn bén lắm nha, mình cũng test cho bạn xem ha. Nói chung là thái băm là ok ha, còn chặt thì chặt nhẹ nhẹ thôi. Con này thì lâu lâu mới về được, con hai con mình cũng lấy về thử bán, thấy giá thì nó cũng vừa túi tiền. Con này 900, con kia thì 1.1 triệu ha. Khi mà chốt á, chốt thì các bạn chốt là dao băm thép không rỉ ha. Con này là dao băm thép có rỉ ha. Hai con này, con này thì 1.1 triệu, con này 1.000.000, con này 900. Con 900, con 1.1 triệu. Rồi, cuối cùng là mình giới thiệu tiếp nốt cái con Misono. Misono 330, 300ml chứ. Giấy tờ đầy đủ nha. Hợp luôn. Full mới nha. Dòng này là Misono Haman nha. Thép không rỉ nguyên cây. Bén gì lắm nha. Cán gỗ nha, cán gỗ. Chiều dài lưỡi là 300, dày là 60. Không phải, bản là 60 chứ, dày là 2.8 ly. 2.8 ly. Nhắc lại nha. Chiều dài ha là 300. Cái bản này là 60, dày là 2.8 ly. Cán gỗ chưa sử dụng nha. Hàng mới thì khỏi test cũng được ha. Ngọt sớt luôn ha. Bạn này, bạn nào muốn làm, muốn mua về tặng tân gia hay là quán gì ha, khai trương gì đó, có cái thư cảm ơn của công ty luôn. Con này thì nó dày nha, để về rồi đặt cái miếng này lên cái hộp dày. Misono, nhìn Misono thấy ghiền rồi. Thì hôm nay mình có bao nhiêu mã thôi, rồi các bạn chọn mã nào thì cho mình hay ha, gọi điện nhắn tin ha. Rồi xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo.